Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay. Hôm nay là Chủ nhật, ngày 2 tháng 1 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất ở thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch đầu giờ sáng ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, giá vàng trên thị trường thế giới khép lại tuần giao dịch bằng một phiên tăng 13,62 đô la Mỹ trên một ounce với tỷ lệ tăng là 0,75%. Đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của tuần này ở mức 1.827,21 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay, mức thấp nhất là 1.813,55 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.828,61 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ quay đầu giảm 0,329 điểm và với tỷ lệ giảm là 0,34%. Khép lại phiên giao dịch tuần này đang đứng ở mức 95,670 điểm. Trên thị trường tiền điện tử Bitcoin thì thời điểm này tiếp tục biến động và hiện tại đang tăng 1.126,91 đô la Mỹ trên một Bitcoin với tỷ lệ tăng trong ngày hôm nay là rất cao 2,44%. Hiện tại thì giá trị đồng tiền Bitcoin đang ở mức 47.341,28 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đứng ở mức 1,514% trên một năm, khép lại tuần giao dịch bằng một phiên tăng và tỷ lệ tăng trong phiên là 0,13%. Trên thị trường năng lượng thì giá dầu thô giảm mạnh khi mà kết thúc phiên giao dịch tuần này, hiện tại giảm 1,091 đô la Mỹ trên một thùng với tỷ lệ giảm là 1,43%. Mỗi thùng dầu thô lúc này đang đứng ở mức 75,351 đô la Mỹ trên một thùng, phạm vi giao dịch trong ngày trước khi đóng cửa, mức thấp nhất là 74,948 đô la Mỹ và mức thấp nhất là 77,054 đô la Mỹ trên một thùng. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin phân tích trên thị trường vàng thế giới. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nhé. Trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2021, đêm qua theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đã ghi nhận mức tăng 15,3 USD và đóng cửa ở mức 1.829,8 đô mỗi ounce, vùng cao nhất của tháng 12. So với cuối tuần trước, giá vàng vật chất cũng đã tăng 20,6 USD, tương đương mức tăng ròng 1,14% trong tuần giao dịch cuối cùng của năm 2021. Tuy nhiên, tính trong cả năm vừa qua, giá vàng thế giới vẫn ghi nhận mức giảm hơn 70 đô mỗi ounce, tương đương hơn 3,6% giá trị. Đây là năm giảm mạnh nhất của kim loại quý kể từ năm 2015 đến nay. Theo ông Neil Christensen, chuyên gia phân tích giá vàng của Kitco, thị trường vàng đã ghi nhận một lực đẩy cao hơn trong tháng 12, đưa giá kim quý lên trên vùng 1.800 đô mỗi ounce và khép lại phiên giao dịch cuối cùng năm 2021 ở mức cao nhất tháng. Tuy nhiên, 2021 vẫn là năm đáng thất vọng đối với thị trường vàng. Thị trường khởi đầu năm với vùng giá quanh mức 1.900 đô mỗi ounce, rồi ghi nhận đợt giảm giá mạnh xuống dưới 1.700 USD vào tháng 8. Kim quý đã mất rất nhiều thời gian mới có thể trở lại vùng 1.800 đô mỗi ounce và khép lại năm 2021 trên vùng tâm lý quan trọng này. Các trợ lực của vàng hiện tại vẫn là lãi suất thực âm và áp lực lạm phát tăng cao trên toàn cầu. Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng lạm phát tăng cao trong năm 2021 sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sớm đưa ra các biện pháp thắt chặt lãi suất và tiền tệ. Tại cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 12, Fed đã thông báo rằng sẽ dừng việc mua trái phiếu hàng tháng vào tháng 3 và có thể tăng lãi suất 3 lần vào năm 2022 này. Tuy vậy, các chuyên gia và nhà đầu tư vẫn kỳ vọng vào thị trường vàng khi tình hình dịch bệnh vẫn chưa có nhiều biến chuyển. Vị và các bạn thân mến, tiếp đến là một số thông tin tại thị trường vàng trong nước. Tại thị trường vàng trong nước thì giá vàng miếng cũng khép lại tuần giao dịch cuối cùng của năm 2021 với diễn biến cùng chiều với xu hướng của thị trường vàng thế giới. Tuy nhiên thì tính trong cả năm 2021 thì vàng miếng lại cho thấy bức tranh trái ngược. Và trái ngược như thế nào thì sau đây sẽ là một số thông tin phân tích trên thị trường vàng trong nước. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SCC chốt phiên cuối cùng của năm 2021 niêm yết giá vàng miếng ở mức 60,95 đến 61,65 triệu đồng mỗi lượng, mua vào, bán ra, tăng 350.000 đồng so với ngày 30 tháng 12. Đây là phiên tăng giá mạnh nhất mà vàng miếng SCC ghi nhận trong tuần này.
Với việc đóng cửa năm ở mức 61,65 triệu trên lượng, giá vàng miếng đã có một năm ngược dòng thế giới khi tăng tới 5,5 triệu trên lượng, tương đương mức tăng ròng gần 10%. Đà tăng này mang lại mức lợi suất cao vượt trội cho nhà đầu tư khi so với các tài sản đầu tư cơ bản khác như tiền gửi ngân hàng, trái phiếu, ngoại tệ. Đây cũng là năm đầu tiên ghi nhận giá vàng miếng tăng ngược dòng thế giới. Đà tăng này khiến chênh lệch giá vàng miếng trong nước và thế giới nới rộng từ mức 3 triệu trên lượng đầu năm lên trên dưới 11 triệu đồng hiện tại, mức cao nhất trong hàng chục năm trở lại đây. Phần cuối cùng của bản tin để quý vị và các bạn biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước thời điểm này. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất ở điểm hiện tại trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay, sáng Chủ nhật ngày 2 tháng 1 năm 2022. Để quý vị và các bạn có thể tiện theo dõi và tham khảo thêm. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.095.000, bán ra 6.165.000. SJC Hà Nội mua vào 6.095.000, bán ra 6.167.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.090.000, bán ra 6.160.000. Doji Hà Nội mua vào 6.090.000, bán ra 6.165.000. VNG Hồ Chí Minh mua vào 6.090.000, bán ra 6.160.000. VNG Hà Nội mua vào 6.106.000, bán ra 6.175.000. Phú Quý SJC mua vào 6.105.000, bán ra 6.175.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.106.000, bán ra 6.175.000. My Hồng mua vào 6.120.000, bán ra 6.160.000. Tiếp theo là giá vàng ở một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.100.000, bán ra 6.150.000. Ngân hàng ACB mua vào 6.075.000, bán ra 6.135.000. Ngân hàng SCB mua vào 6.085.000, bán ra 6.145.000. Ngân hàng TB Bank Gold mua vào 6.090.000, bán ra 6.165.000. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố khác. Ở thời điểm này thì giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố khác cũng không có biến động về giá. Cụ thể, với SJC Đà Nẵng mua vào 6.095.000, bán ra 6.167.000. SJC Nha Trang mua vào 6.095.000, bán ra 6.167.000. SJC Cà Mau mua vào 6.095.000, bán ra 6.167.000. SJC Bình Phước mua vào 6.093.000, bán ra 6.167.000. SJC Huế mua vào 6.092.000, bán ra 6.168.000. SJC Biên Hòa mua vào 6.095.000, bán ra 6.165.000. SJC Miền Tây mua vào 6.095.000, bán ra 6.165.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 6.095.000, bán ra 6.165.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.097.000, bán ra 6.170.000. Tiếp đến là giá vàng nhẫn bố số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC. Thời điểm này thì giá vàng nhẫn bố số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC cũng không có điều chỉnh về giá. Và cụ thể niêm yết như sau. Nhẫn bố số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.225.000, bán ra 5.295.000. Vàng bố số 9 mua vào 5.195.000, bán ra 5.265.000. Vàng 24K mua vào 5.102.9 nghìn, bán ra 5.212.9 nghìn. Vàng 18K mua vào 3.764.1 nghìn, bán ra 3.964.1 nghìn. Vàng 14K mua vào 2.884.8 nghìn, bán ra 3.084.8 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.010.7 nghìn, bán ra 2.210.7 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.